Những nước ngựa như thiên lý hành không, ngày đi ngàn dặm, một cao thủ cứ thế tung võ vào rừng vây quân thổ. Tả Sung Hữu Đột cứ như là trốn không người vậy. Một kiệt tác thực thủ có thể nói như vậy về thể thức tấn công tàn sát trong lần gặp giữa Thân Bằng và Tôn Giả Dương, giải giáp cấp liên tái mùa 2023. Ở trong trận này, Thân cầm đỏ, binh 7 tấn 1, Tôn chốt để pháo ngay, rồi Thân mã phải đã nhảy. Đây cũng là một cơ hội mà Tôn có thể giấu chốt 3 để công tường 7. Nhưng cuộc cờ cũng vì vậy mà trở nên khá xáo trộn sau khi Thân Bằng bỏ qua biến cờ này. Dùng mã 8 nhảy ra biên ải. Tôn mặc dù có chốt để qua hà, nhưng đổi lại về phía của Thân Bằng, pháo mã linh hoạt thì sớm hơn. Cũng dễ hiểu khi mà Tôn liên tục giành tới hai nước chốt, Thân Bằng mở pháo ra biên tam bổ hổ để chuẩn bị có thể xuất chủ lực đầu tiên. Tôn Giật Dương mã 2 đã tấn 1, rồi Thân Bằng đưa C1 bình 2 truy đuổi. Tôn Giật Dương tượng 7 đã tấn 5 phòng thủ, rồi Thân Bằng tiến xe ngay cửa hà đe dọa. Tôn Giật Dương mã 1 đã tiến 3 giữ lại quân ngay. Thân Bằng tiếp tục tượng 7 tiến 5 truy đuổi cho bằng được. Tôn chỉ cần lấy chốt điều vào nhờ mã này hỗ trợ. Nhưng việc này có phải là một cơ sở mà Tôn Giật Dương có thể làm phản tiên về sau này? Đây cũng là một cuộc cờ giúp chúng ta có thể kiểm chứng kỹ càng. Tới đây lựa chọn của Thân Bằng đưa xe này bình đường 8 ngay. Tôn Giật Dương mã 8 nhảy quải giác, rồi Thân Bằng khiếp pháo của mình vào. Họ Tôn cũng chỉ cần chờ vậy, dùng chốt 4 tiến 1 để truy đuổi. Thân Bằng dùng pháo sáo thoái 1. Nếu như binh này tiến thêm một nước thì sao? Tới đây Tôn Giật Dương đầu tiên C1 tiến 1. Câu trả lời của Thân Bằng có lẽ là chuyển pháo sáo có thể di chuyển tả sang cánh bên kia để có thể gia tăng sức ép. Còn tới đây, việc trước nhất của Thân Bằng, C8, tiến lên để có thể vây đuổi vào mã ngay. Bởi vậy, mã 3 của Tôn buộc phải phóng vào trung lộ, rồi binh này tiến 1 đủ để gây khó khăn. Cách còn lại, mã 5 tiến 3 nhảy thoát vội vàng. Không những vậy còn đe ra một chuyện, mã này có thể bắt lấy xe. Cho nên Thân Bằng, C8 quay về hai trường để truy đuổi. Và hình cờ này cũng chính là câu trả lời, tức là chuyển dùng chốt 4 để tiến 1 ở trước. Rõ ràng, Tôn không vì vậy mà tỏ ra áp đảo. Khi mà quân ngựa đường 3, mặc dù còn cửa phóng lên trung lộ, nhưng lại bị binh 5 tiến 1 thì rõ ràng đã hết cửa chảy. Khi mã 5 tiến 3 chốt mà thưởng lên trước thì tượng này sẽ chém mỏi tay. Còn tới đây, lối thoát chảy còn lại, Tôn Giật Dương mã 3 phóng vào trung lộ để kích đổi. Thân Bằng không dại mà đổi, để cho đối phương đưa chốt vào tiếp cận, ít nhất là chém vỡ một tượng của mình. Lấy tượng quay về biên ải. Đằng nào thì một mã và chốt đã qua được hà. Nhưng ở vị đứng kiểu này, chưa sơ gì cũng phải bỏ mạng. Quyết định của Tôn lấy C1 bình 3 để chờ. Thân Bằng dùng pháo bình đường 7. Thứ nhất là đánh chặn đối phương không thể nào tiến pháo lên chiếu tướng được. Và thứ hai, bắt trả lấy xe của họ Tôn. Tôn chủ động chốt 4 bình 3 để kích đổi. Thân Bằng cũng thay đổi rất linh hoạt, pháo 7 kê vào trung lộ, tiếp tục lại bắt mã ngay. Mã 5 của Tôn đã nhảy lên đường 3, mượn vào chốt giữ căn để có thể trực tiếp đe dọa vào pháo trung lộ. Pháo này vượt sang thì cũng được, nhưng tại vì binh của Tôn sẽ thừa cơ mà tiếp cận, Thân Bằng không hề được lợi. Quyết định ngay tại đây, mã 9 tiến 7 để chém lấy chốt, khử trừ hậu họa. Tôn Giật Dương tới đây cũng chỉ còn một cách thoát là dùng mã đạp vào pháo để có thể kích đổi. Sĩ 6 tiến 5 càng lợi cho chức năng phòng thủ. Giờ Tôn mở pháo lộ đường xe của mình. Thân Bằng tới đây đã lấy C8 bình 7 để kích đổi. Còn chuyện nếu như thúc ngựa của Hà cũng sẽ bị đối phương lấy xe này theo và truy sát. Kiểu gì quân ngựa này sớm rơi vào hiểm cảnh. Cho nên ngay tại đây cũng là một đối pháp ổn thỏa. Lựa chọn của Tôn đã sớm chấp nhận việc này. Tượng của đối phương phải gác lên trước, rồi lại tiếp tục sĩ 6 tiến 5. Thân Bằng cũng vậy, ổn định chắc về đội hình của mình, rời tượng đi về trung lộ. Tôn Giật Dương lấy xe bình đường 8 ngay, chuẩn bị có lẽ là lấy pháo này tạt ra để có thể kích đổi. Thân Bằng mã 1 đã tấn 3. Để làm gì, tới đây Tôn lấy pháo bình đường 7 kích đổi. Thì Thân Bằng điều xe vào, bắt mã quải giác. Tôn C8 tiến 1 để giữ lại, ngoài ra cũng chẳng còn cách nào là ổn thỏa. Thân Bằng tới đây chỉ chờ có vậy, xây pháo chém một chốt đầu tiên. Kiềm chế mãi thì không ổn, cho nên tới đây Tôn quyết định C8 tấn thẳng hai trường để có thể kích đổi. Đối phương tháo chạy thì mã 6 này cũng có thể có cơ hội để phát triển ngay. Cho nên ngay tại đây Thân Bằng lấy xe này tiêu diệt và Tôn cũng khử pháo của mình.
bàn cờ chính thức đã chuyển tàn, vô cùng chóng vánh và khá đơn giản. Về phía của thân bảng lúc này còn một xe, hai mã. Những chốt và sĩ tưởng toàn thì không cần phải bàn khi nhì vị đều quân bình cả. Nhưng tất nhiên thân bảng cũng có một phần nào dễ chơi với việc chốt biên đã dư ra từ trước. Còn về phía của Tôn Giật Dương, một xe và hai pháo. Nhưng cuộc cờ này tới lượt của thân bằng, dù xe quay về dễ dàng để quản lý chốt. Chắc chắn một chuyện, Tôn Giật Dương sẽ phải mất tiếp một binh. Tới đây lựa chọn dùng xe tiến gấp cửa hà. Giờ đối phương kiểu gì cũng lấy xe này tiêu diệt vào chốt, đe luôn cả binh bên kia thì mới chủ động binh biên tiến một để thoát thân ngay. Lập tức thân bằng đâm mở chốt đầu tiên để qua hà. Tôn cũng vậy, dùng pháo chém lại chốt ngay. Tức là chỉ thua đối phương có một chốt, cơ hội vẫn còn rất nhiều. Thân bằng mã 7 tiến đường 6 để chờ. Cho nước cầu ngoại tào có lẽ là vậy. Tôn Giật Dương tưởng 5 tiến 3 để ngăn cản. Thân bằng mã quay về trung lộ, đảo hướng ngay. Nhưng việc này cũng kèm theo một cái giá phải trả, chính là việc binh biên không thể nào giữ nổi. Tôn cứ vậy mà ra tay quân bình thực lợi. Nhưng thân bằng cũng thực hiện được âm mưu của mình. Mã 5 tiến 3 vừa phát triển vừa đánh lấy chủ lực. Xe của Tôn đã bình vào ém chặt. Rồi thân bằng mã 3 tiến 5, chuẩn bị là có thể lắc chốt này vào, mở đường cho mã 3 có thể xung trận. Biết vậy nhưng Tôn lại tiến pháo qua hà, hòng có thể kích đổi. Và thân bằng bình chốt sang bắt chủ lực trước, xe của Tôn tất nhiên phải tháo chạy ở lộ còn lại. Rồi làm gì khá bất ngờ, mã 5 tiến đường 6 ngay. Đây chính là câu chuyện đã được bàn luận từ lúc đầu. Tới đây, một cao trào vô cùng hấp dẫn, không thể nào dự liệu trước. Cứ tưởng đây là một ván cờ tàn khá nhạt nhẽo giữa nhì vị. Ấy vậy mà những đòn hay mới chỉ có bắt đầu, liên tục là những đòn phế cây như mưa. Đầu tiên Tôn Giật Dương lấy xe này tiêu diệt vào chốt, chờ đợi câu trả lời của đối thủ. Thân bằng, mã 3 tiến đường 2 để đe dọa. Tức là có thể nhảy chiếu ngay được, rồi lấy xe này để vỗ mặt. Bởi vậy nước cờ lấy xe để diệt mã bên kia là không thể nào. Tôn Giật Dương đưa tướng quân suốt cô ngay, và thân bằng cứ bỏ mặc vậy, dùng xe này chém luôn cả chốt. Hẳn nhiên, Tôn vẫn còn lựa chọn hoặc là phòng thủ, hoặc là sẽ dùng xe này bắt thẳng vào mã sườn. Quyết định cuối cùng sau một thời gian ngẫm người kỹ càng, Tôn lấy xe này tiêu diệt. Làm sao mà xe mã đứng ở vị này có thể công sát nổi với hàng tiến sĩ tưởng còn tương đối chỉnh tề. Trong khi một câu chuyện lộ ra, hai pháo và một xe của Tôn chỉ cần đưa vào trung lộ hoặc là tạt biên để có thể cầm đáy tiếp tục, chắc chắn về phía của thân bằng không thể nào đương cử. Tới đây câu trả lời là một màn tấn công vô cùng ngoạn mục và sắc sảo. Thân bằng điều xe vào để chiếu ngay. Tướng vào thì coi như hỏng, mã xe nhảy sát cục, cho nên buộc phải sĩ dương lên làm vật tế thần, mở đường máu để thoát thân vậy. Thân bằng lấy xe này tiêu diệt. Tướng phải vào, rồi nhảy mã, bắt buộc tướng thượng lầu 2. Tới đây đoàn làm gì, điều xe đường 8 để đe dọa. Tức là chuyện có thể cắm một, chủ lực này quay về, rồi dùng mã giật về đường sườn chiếu, bất tử lấy xe. Cho nên buộc lòng Tôn phải lấy tướng suốt đường còn lại. Và thân bằng quay ngửa về, bắt lại xe. Xe của Tôn đã rời một đánh trả, thân bằng nhảy mã ra đường 2 chiếu tiếp. Tướng thoái một, rồi chủ động lấy xe 7 điều sang đường 3. Chuẩn bị là gì, xe này có thể cắm lên hai nước là sát cổ. Tới đây lựa chọn tường 6 bình 5, còn tường gác lên tất nhiên cũng vỡ vụn. Tới đây thì sao, mã của thân bằng lại quay về, chờ đợi cho việc mã có thể nhảy vào tai sĩ. Chủ lực này bị bắt gọn, Tôn cũng không còn gì, nhưng không thể nào bổ sĩ lên được. Tại vì xe cầm chiếu thì câu chuyện đại họa cũng như vậy, cho nên cũng chỉ còn cách lấy xe này điều sang để giữ nước chiếu ngay. Và thân bằng dùng xe cắm lên tướng của đối phương thượng lầu, rồi tiếp tục lấy xe này chém luôn cả sĩ còn lại, đuổi pháo trên cao. Và xe của Tôn đã tấn một để có thể kích đổi. Có lẽ là Tôn đã phần nào ý thức được về một thế trận đang còn rất ngặt nghèo của mình. Giữa lúc kinh thành đã đổ nát thì một xe và một mã của thân bằng lại là cực mạnh, mang theo đầy đủ những đòn sát thương cực khủng. Tới đây lựa chọn của thân bằng giữ lại chiến ngựa của mình, không phải lấy xe này tiêu diệt pháo, rồi có thể bắt luôn cả pháo còn lại. Hòa cuộc thì quá đơn giản. Thân bằng mã 3 tấn thẳng đường 2, rồi Tôn xe 6 tấn thẳng hai trường, giữ lại pháo sườn ngay. Thân bằng đã nhảy mã chiếu, bắt buộc Tôn phải đưa tướng suốt lộ còn lại, rồi tiếp tục lấy xe này chém luôn cả tường, bắt cả tường phía trên.
và Tôn Giật Dương cũng bỏ mặc vậy. Quân Tưởng đơn lẻ rất khó để có thể giữ nổi, quyết định dùng pháo này chém luôn cả chốt và Thân Bằng dùng xe tiêu diệt ngay. Tới đây thì mọi chuyện càng thêm rõ ràng. Khi bàn cờ của Tôn Giật Dương càng ngày càng trở nên sạch sẽ, sĩ tưởng đều đã đổi nón ra đi cả. Chỉ cần phế một mã, nhưng tới đây kinh thành của Tôn Giật Dương chính thức đã trùi lùi, không còn một móng quân nào để phòng thủ. Hy vọng còn lại chỉ có thể dựa vào thế công liên hợp của xe và cặp pháo trùng. Lấy pháo 175 để phục sát, tướng của đối phương xuất cung ngay, rồi lại làm gì dùng pháo thoái về một mảnh. Hồng có thể đe dọa lấy xe này vỗ mặt sang, rồi điều pháo để thiên địa pháo trần. Nhưng cơ hội này cũng chính thức bị phá sản, Thân Bằng xe 775 để truy đuổi. Không còn tưởng, chân việc giữ pháo trung lộ thì khó khăn vô cùng, buộc phải lấy pháo để di chuyển. Thân Bằng tướng vào cung ngay. Tới đây Tôn dùng binh để tiến một, cứ tưởng là thoát được đưa thêm một chiến binh qua hà để có thể lấy sức đàn áp đối phương. Khi mình thì còn tới tứ tử, xe cặp pháo vào một chốt. Còn đối thủ thì chỉ còn có một xe, một kỵ binh cô độc. Tới đây câu trả lời của Thân Bằng, xe 5 tấn thẳng hai trường để truy đuổi. Pháo lại rút chạy, rồi tổ chức tưởng 5 thoái 7. Tôn Giật Dương cũng dùng pháo chìm đáy ngay. Bất ngờ Thân Bằng tung ra một nước cờ quyết định, Tôn như chết lặng cả người, rồi đẩy bàn nhận thua. Chính là đòn cờ dùng sĩ 5 dương lên, mở toang cổng cho tướng quân này có thể xuất trận. Đánh kiểu gì cũng bại cả, tức là chuẩn bị có thể dùng mã 3 thoái về đường 2, rồi dùng xe này cắm lên trở thành xét cục. Cho nên cũng là lý do ngay tại đây mà Tôn đành phải đẩy bàn để nhận thua ngay. Một trận cờ với chiêu thức bỏ phế quá hay của Thân Bằng, đặc biệt là những nước mã ở cuối trận, thật khiến cho người ta phải mãn nhãn vô cùng. Còn video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.